không thể tưởng tượng hết thảm họa đối với nhân loại sẽ khủng khiếp đến nhường nào nếu Hitler có trong tay bom nguyên tử. Nhưng lạy Chúa, cuối cùng thì chương trình nghiên cứu của chúng đã thất bại. Cần biết rằng không phải ai khác, mà chính Đức Quốc xã đã là kẻ đi tiên phong trong chương trình nghiên cứu chế tạo loại vũ khí có sức hủy diệt khổng lồ này. Và càng phải biết rõ hơn rằng, chúng đã thành công trong thí nghiệm phân hạch uranium, thí nghiệm căn bản dẫn tới việc chế tạo bom nguyên tử. Tại sao một cường quốc số 1 về khoa học trong nửa đầu thế kỷ 20 như nước Đức của Hitler lại phải chịu thất bại trong một chương trình nghiên cứu quan trọng đối với sự sống còn của chúng như thế? Câu trả lời sẽ là cả một chuyện dài về lịch sử. Từ chuyện chạy đua trên đỉnh tháp khoa học đến chuyện sử dụng tình báo triệt hạ đối phương, từ chuyện khoa học vô vị lợi đến chuyện khoa học bất chấp đường chỉ. Nhưng vì câu chuyện của chúng ta xoay quanh việc chế tạo bom nguyên tử, nên mọi điều sẽ không thể hiểu rõ nếu không đề cập đến một vài khái niệm cơ sở của khoa học nguyên tử. Công thức E bằng MC bình phương do Einstein nêu lên năm 1905. Gần đây, một tạp chí điện ảnh của Mỹ đã phỏng vấn Cameron Diaz, một ngôi sao điện ảnh của Hollywood rất nổi tiếng, từng thủ vai cô gái xinh đẹp và duyên dáng trong phim The Mask. Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi: "Chị còn điều gì muốn nói với độc giả không?" "Tôi muốn biết thực ra E bằng MC bình phương có ý nghĩa gì?" Đi ai trả lời. Và rồi cả hai cùng phá lên cười. Cuộc phỏng vấn kết thúc, trong khi Đi A lẩm bẩm rằng: "Thực ra chị cũng biết công thức đó nói gì rồi." Không rõ Đi A có biết thật không, nhưng nghe cô nói, một lần nữa tôi thấy E bằng MC bình phương là một phương trình quá nổi tiếng và có lẽ nổi tiếng nhất thế giới. Cái gì làm cho nó nổi tiếng như thế? Có hai lý do. Một là ý nghĩa triết học sâu xa của nó, hai là ứng dụng quá to lớn của nó. Thật vậy, nếu E là năng lượng, M là khối lượng, C là vận tốc ánh sáng, thì đẳng thức E bằng MC bình phương nói với chúng ta rằng năng lượng và khối lượng thực chất là một. Chúng chỉ là hai dạng biểu hiện, hai dạng tồn tại khác nhau của cùng một bản thể được gọi chung là vật chất, giống như hai mặt của một đồng xu. Khối lượng có thể biến thành năng lượng và ngược lại. Nói một cách hình tượng, khối lượng chẳng qua là năng lượng được cô đặc lại hoặc nén chặt lại. Ngược lại, năng lượng chẳng qua là khối lượng tồn tại dưới dạng vô hình. Trong sự chuyển hóa đó, vật chất luôn luôn được bảo toàn. Tổng lượng vật chất trước và sau chuyển hóa phải bằng nhau. Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Vật chất chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nói cách khác, E bằng MC bình phương chính là định luật bảo toàn vật chất dưới dạng tổng quát nhất. Nó tổng quát hóa đồng thời định luật bảo toàn khối lượng của Antoine Lavoisier trong thế kỷ 18 và nguyên lý bảo toàn năng lượng trong các chuyển hóa điện tử mà Michael Faraday đã tổng kết trong thế kỷ 19. Lavoisier được ca ngợi là một người vĩ đại bởi lẽ ông là người đầu tiên gợi ý cho thấy vạn vật trong thế giới tuy bề ngoài tồn tại độc lập, riêng rẽ, nhưng thực ra tất cả đều liên quan với nhau, đều nằm trong một cái chung tổng thể không thay đổi. Vật này có thể biến thành vật khác, nhưng tổng vật chất trong vũ trụ không đổi. Faraday cũng là một người vĩ đại. Bởi lẽ ông đã tái khám phá ra định luật của Lavoisier đối với năng lượng. Một dạng vật chất vô tình tồn tại rộng khắp trong vũ trụ, chẳng khác gì vật chất hữu hình hay khối lượng. Chú ý rằng, nếu không coi năng lượng là vật chất, thì định luật bảo toàn khối lượng của Lavoisier sẽ bị vi phạm trong các phản ứng nguyên tử. Chẳng hạn, khi một quả bom nguyên tử bùng nổ, bởi vì trong đó một phần vật chất có khối lượng bị biến mất để chuyển hóa thành năng lượng. Ngược lại, nếu coi năng lượng là vật chất, thì khi đó định luật bảo toàn vật chất của Einstein, công thức E bằng MC bình phương sẽ có mặt đúng lúc để giải thích hiện tượng khối lượng mất tích này. Đến đây có thể thấy Einstein đã làm công việc của một người khổng lồ đứng trên vai những người khổng lồ. Ông đã kế thừa, phát triển
và tổng kết các tư tưởng vĩ đại của các bậc tiền bối dưới dạng một công thức toán học đơn giản và chính xác đến kỳ lạ. Dẫu biết vậy, rằng E bằng MC bình phương không phải là một sáng tạo từ trên trời rơi xuống, nhưng có lẽ vẫn khó tưởng tượng được làm sao chỉ với giấy bút và không cần cần đo đọc đếm, không cần thực nghiệm. Lưu ý là Fourier và Faraday là những nhà thực nghiệm, nhưng Einstein có thể đi đến một công thức quá ư gọn đẹp như thế, nhưng lại có sức thâu tóm vật chất ở tầm bao quát đến như vậy. Tầm bao quát ấy làm cho E bằng MC bình phương có dáng dấp của một trong những nguyên lý phổ quát nhất của triết học tự nhiên. Có lẽ vì thế lúc sinh thời, Einstein không thích người đời gọi ông là một nhà vật lý. Bản thân ông tự coi mình là một nhà tư tưởng nhiều hơn. Tư tưởng vĩ đại xuyên suốt cuộc đời ông là tư tưởng thống nhất vật lý. Tất cả là một, một là tất cả. E bằng MC bình phương là sự thống nhất khối lượng với năng lượng. Thuyết tương đối tổng quát của ông ra đời năm 1916 là sự thống nhất thuyết tương đối hẹp của chính ông với thuyết hấp dẫn của Newton. Năm 1955, Einstein ra đi, để lại bản giao hưởng bỏ dở. Lý thuyết trường thống nhất, mà khát vọng của nó là thống nhất trường hấp dẫn nhất với trường điện tử. Lý thuyết này hiện đang được hậu thế tiếp tục dưới tên gọi lý thuyết về mọi thứ. Tuy nhiên, lý do chính để E bằng MC bình phương nổi tiếng là ở ứng dụng vô cùng to lớn của nó trong thực tế. E bằng MC bình phương là cơ sở để dự đoán, giải thích và tính toán một cách chính xác năng lượng được giải phóng trong các phản ứng nguyên tử, phản ứng phân rã hạt nhân hoặc phản ứng phân hạch uranium, trong đó hạt nhân nguyên tử uranium bị tan vỡ và năng lượng được giải phóng. Phản ứng phân rã hạt nhân là hiện tượng cơ bản diễn ra trong bom nguyên tử, một công cụ chiến tranh vô cùng nguy hiểm, và lò phản ứng nguyên tử, công cụ hòa bình vô cùng ích lợi. Vì thế, bất cứ một nhà hoạch định chính sách nào, một nhà chiến lược quân sự nào, một nhà kinh tế nào, thậm chí bất cứ một người dân bình thường nào quan tâm đến chiến tranh và hòa bình, đến số phận và hạnh phúc của con người, thì đều cũng ít nhiều phải quan tâm đến ý nghĩa thực sự của phương trình Einstein. Đó là điều chúng ta có thể đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với DA. Ngày nay, một nước nghèo như Pakistan hay Bắc Triều Tiên cũng đã làm chủ được kỹ thuật phân hạch uranium. Nhưng vào năm 1938, đó là một đỉnh tháp của khoa học, kết quả của một cuộc chạy đua giáo diết giữa những tài năng bậc nhất của nhân loại nhằm chinh phục thế giới vô cùng nhỏ bé, thế giới bên trong nguyên tử. Cuộc chạy đua tới đỉnh tháp. Ngày nay, bất cứ một thầy giáo dạy vật lý nào cũng biết, khi một quả bom nguyên tử phát nổ, một phản ứng dây chuyền sẽ diễn ra trong lòng vật chất uranium. Hàng tỷ hạt nhân uranium liên tiếp bị phá vỡ, giải phóng một năng lượng khổng lồ. Cơ chế chuyển hóa khối lượng thành năng lượng đã được mô tả chính xác trong phương trình bất hủ E bằng MC bình phương. Tuy nhiên, khi Einstein công bố phương trình này vào năm 1905, hay thậm chí trước đó vài năm, Marie Curie nghiên cứu tính phóng xạ uranium để đi đến một tiên đoán cách mạng cho rằng nguyên tử không phải là thành phần nhỏ nhất của vật chất, thì cho tới lúc đó các nhà khoa học vẫn không biết nguyên tử cấu tạo ra sao và bởi cái gì. Mãi cho đến năm 1911 mới xuất hiện một mô hình nguyên tử đầu tiên, mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford do Ernest Rutherford, nhà vật lý xuất chúng người Anh đề xuất. Trong mô hình này, mỗi nguyên tử có cấu trúc giống như hệ mặt trời. Một hạt nhân nguyên tử nằm ở lõi, giống như mặt trời nằm ở trung tâm hệ mặt trời. Các electron quay xung quanh, giống như các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Hạt nhân lại bao gồm proton và neutron, trong đó neutron là những thành phần không tích điện. Mặc dù năm 1913, Niels Bohr, nhà bác học thiên tài người Đan Mạch, đưa ra mô hình mới tiến bộ hơn, giải thích được nhiều hiện tượng lượng tử mà mô hình Rutherford không giải thích được. Nhưng về cơ bản, mô hình của Bohr
vẫn bao gồm hạt nhân ở lõi và lớp vỏ electron bao quanh. Vì thế, Rutherford vẫn là người đặt nền móng cho lý thuyết về cấu trúc nguyên tử. Cần biết rằng chính ông chứ không phải ai khác đã khám phá ra proton vào năm 1909. Và rằng trực giác vô cùng sắc sảo của ông đã giúp ông nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu của thế giới bên trong nguyên tử mà trước ông không ai thấy. Kỳ diệu nhất là việc ông nhìn thấy kích thước của electron và hạt nhân quá nhỏ bé so với kích thước của nguyên tử. Nói cách khác, thay vì coi nguyên tử là một hạt vật chất đặc cứng như trước đây người ta quan niệm, thì ông lại mô tả nó như một quả cầu trống rỗng, không gian trống rỗng bên trong nguyên tử rộng mênh mông so với các thành phần của nó. Giả sử có một sinh vật nhỏ bé vô cùng, bé như các thành phần của nguyên tử, bỗng nhiên chui lọt vào cái không gian mênh mông ấy của nguyên tử. Khi đó, nó sẽ nhìn ngắm các thành phần của nguyên tử giống như chúng ta ngước nhìn lên bầu trời sao, mà thấy các ngôi sao chỉ là những cái chấm nhỏ li ti không đáng kể so với cái không gian bao la vĩ đại giữa chúng. Nhận định này đóng một vai trò rất quan trọng trong những thí nghiệm bắn phá hạt nhân nguyên tử uranium sau này. Tuy nhiên, Rutherford cũng có sai lầm. Mặc dù sai lầm của ông lại kích thích những nhà khoa học khám phá ra những sự thật mới. Sai lầm lớn nhất của ông là giả thuyết về neutron. Để giải thích vì sao neutron trung hòa điện, ông cho rằng neutron thực ra là một cặp proton electron dính vào nhau. Nhưng phải đợi mãi đến năm 1932 mới có một người bác bỏ được giả thuyết đó. Người ấy chính là James Chadwick, một học trò xuất sắc của Rutherford. Chadwick đã chứng minh rằng neutron bản thân nó là một hạt độc lập không tích điện. Ngay lập tức, khám phá này chỉ ra rằng neutron chính là một công cụ lý tưởng để thăm dò hạt nhân nguyên tử. Vì nếu neutron là một hạt không điện tích, nó có thể dễ dàng đi xuyên qua lớp vỏ điện tử mà không sợ bị electron quấy rầy níu kéo, để rồi dễ dàng xâm nhập, luồn lách vào bên trong hạt nhân mà không sợ bị proton gây phiền nhiễu cản trở. Nếu các nhà vật lý vẫn hằng ao ước có trong tay những điệp viên tài giỏi, có khả năng đột nhập vào vương quốc nằm sâu tít bên trong hạt nhân nguyên tử để do thám thì nay họ đã có. May mắn hơn nữa, những điệp viên này lại sẵn có trong tự nhiên. Neutron được tự do giải phóng trong quá trình phóng xạ của nhiều chất phóng xạ tự nhiên. Không chờ đợi gì nữa, các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới hồi đó đều lao vào sử dụng neutron như những viên đạn để bắn phá hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố khác nhau. Họ muốn biết rõ cấu trúc của hạt nhân nguyên tử và xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu hạt nhân nguyên tử tan vỡ. Thế nhưng, sau một thời gian dài tích cực bắn phá với công suất mạnh hết sức có thể, hạt nhân nguyên tử vẫn chưa gan cùng tuế nguyệt. Tuy nhiên, mọi nỗ lực rồi cũng đến lúc được đền đáp. Năm 1934, Enrico Fermi, người được coi là dẫn đầu vật lý Âu Châu mãi cho đến những năm 1930, cuối cùng cũng đã tìm ra chìa khóa để giải bài toán. Fermi đã vạch rõ sai lầm của các nhà nghiên cứu khác ở chỗ, tưởng rằng cứ bắn phá càng mạnh thì sẽ càng làm cho neutron xâm nhập vào hạt nhân nguyên tử. Theo ông, thật sự hoàn toàn ngược lại. Neutron chuyển động càng nhanh, càng khó gặp hạt nhân, ông giải thích. Khi neutron chuyển động nhanh, thì phần lớn neutron sẽ đi xuyên thẳng qua phần không gian trống rỗng của nguyên tử, để rồi ra khỏi nguyên tử mà không đụng chạm gì vào hạt nhân của nguyên tử cả. Xác suất để một neutron gặp gỡ hạt nhân rất nhỏ, vì kích thước hạt nhân quá nhỏ bé so với phần không gian bên trong của nguyên tử, như Rutherford đã nói. Chỉ khi nào neutron được làm chậm lại, sao cho chúng có thể đi la cả lều lồng, lang thang, trải rộng ra trên đường bay, thì khi đó chúng mới có nhiều cơ hội gặp gỡ hạt nhân nguyên tử hơn. Thậm chí theo Fermi, nếu phần chính của chùm neutron vẫn bay thẳng, thì chỉ cần một tỷ lệ nhất định neutron trải rộng ra trong không gian bên trong nguyên tử cũng đủ để cho chúng gặp gỡ hạt nhân hơn rất nhiều. Nhưng làm thế nào để có neutron chậm? Chính Fermi lại đưa ra câu trả lời.
Chuyện kể rằng ngay chiều hôm vừa mì có ý tưởng làm chậm niêu tròn, thì một cộng sự của ông xách đến cho ông mấy xô nước mốc từ một bể cá vàng trên mặt đất ngay trong viện nghiên cứu của ông. Fermi liền thử bắn chùm neutron lấy từ một nguồn phóng xạ vào nước. Kết quả thật tuyệt vời. Chùm neutron từ nước đi ra có tốc độ chậm hơn so với trước khi vào nước, Fermi giải thích. Các phân tử nước có kích thước đủ để làm cho các hạt neutron bị bật đi bật lại nhiều lần. Sao cho ra khỏi nước, chúng sẽ chuyển động chậm hơn. Theo Jeremy Bentham, tác giả cuốn Albert Einstein và những lĩnh vực vật lý, thì công nghệ làm chậm neutron nói trên là một khám phá ngẫu nhiên nhưng cực kỳ quan trọng. Năm 1935, Fermi cùng các cộng sự của ông thực hiện một cuộc bắn phá hạt nhân uranium bằng những chùm neutron chậm. Trong thí nghiệm, để tránh những luồng phóng xạ không mong muốn, ông đã dùng một tấm nhôm để che chắn. Nhưng tiếp theo, thí nghiệm đã không thành công. Cũng theo Bentham đã dẫn, nếu không dùng tấm nhôm che chắn, thì chắc chắn Fermi đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử, khám phá ra hiện tượng phân rã hạt nhân. Bước ngoặt khám phá ra hiện tượng phân rã hạt nhân xảy ra vào năm 1938 do công của Otto Hahn, một nhà hóa học người Đức, và Lise Meitner, một nữ bác học vật lý xuất sắc người Áo gốc Do Thái, người mà Einstein từng gọi bằng một danh hiệu vừa thân mật vừa kính trọng là bà Curie của chúng ta. Lịch sử trên giấy trắng bạc đen đã ghi nhận Otto Hahn là người có công khám phá ra hiện tượng phân rã hạt nhân. Nhờ đó, Hahn đạt giải Nobel hóa học năm 1944, và Lise Meitner là người có công giải thích cơ chế vật lý của hiện tượng này. Nhưng lịch sử trên giấy không phải lúc nào cũng đúng. Những ai biết rõ câu chuyện về Hahn và Meitner sẽ thấy một sự rất khác. Người có công lớn nhất trong khám phá này lại chính là bà Curie của chúng ta. Như độc giả đã biết, Einstein từng gọi Lise Meitner một cách thân mật và trân trọng bằng danh hiệu bà Curie của chúng ta. Nhưng nếu bà Curie may mắn trong tình yêu và vinh quang tột bậc trong khoa học, thì cuộc đời của Meitner lại giống như một chuyện phim buồn, kết thúc bằng sự phản bội trong tình bạn và sự nhìn nhận bất công của lịch sử khoa học. Năm 1907, cô gái người Áo gốc Do Thái 27 tuổi, Lise Meitner, một mình đến nước Đức lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cả về địa vị lẫn tiền tài. Trong hồi ký bà viết: "Tại đây, tôi chẳng có gì một địa vị để xưng hô. Bạn hãy cố tưởng tượng xem cuộc đời sẽ như thế nào nếu bạn không có nhà cửa, phải ở trong một căn phòng ở nơi làm việc, không một ai giúp đỡ, không một chút quyền hành. Nhưng Meitner đã cố gắng sống cởi mở, chân thành với mọi người và nhanh chóng kết bạn với một nhà khoa học trẻ tên là Otto Hahn, kém Meitner 1 tuổi, diện mạo thì rất dễ coi. Họ cùng làm việc với nhau trong một phòng thí nghiệm tại Viện Kaiser Wilhelm ở Berlin. Chẳng bao lâu, họ bắt đầu nổi lên ở Đức như một nhóm nghiên cứu có tiếng tăm với những công trình về nguyên tử được đánh giá cao. Về tình cảm, chúng ta không có đủ bằng chứng để khẳng định Meitner yêu Hahn, nhưng có đủ bằng chứng để thấy bà luôn luôn dành cho Hahn một cái gì đó còn hơn cả sự quý hóa năng lượng. Trong thư gửi cho Hahn, bà luôn mở đầu trang trọng: ông Hahn quý mến. Trong một công trình riêng của bà về việc điền một nguyên tố vào trong một ô trống ở cuối bảng tuần hoàn gửi đến tạp chí vật lý học Reichert, bà đã ghi tên tác giả bao gồm cả hai người, thậm chí còn đề nghị tạp chí đặt tên của Hahn lên trên, mặc dù Hahn không hề đóng góp gì trong công trình này. Kể từ khi Hahn lấy vợ năm 1912 về sau, Meitner không bao giờ có một cuộc hẹn chính thức nào với Hahn nữa, nhưng cũng không có một cuộc hẹn nào với bất kỳ ai khác. Trong thời gian xa cách nhau vì cuộc đại chiến thứ nhất, Meitner vẫn thường xuyên viết cho Hahn, và đôi khi nài nỉ Hahn viết cho mình: ông Hahn quý mến, nhớ và giữ gìn sức khỏe, và hãy viết cho tôi ít nhất về chuyện nghiên cứu phóng xạ ra sao. Tôi nhớ
Đã lâu trước đây, cứ thỉnh thoảng ông lại viết cho tôi một dòng, thậm chí chẳng liên quan gì đến chuyện phóng xạ cả. Đến giữa những năm 1920, Meitner đã trở thành chủ nhiệm khoa vật lý lý thuyết thuộc Viện Hóa học Kaiser-Wilhelm. Thái độ tự tin trong học thuật của bà lộ rất rõ trong các buổi hội thảo chuyên đề. Tại đó, bà thường ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên bên cạnh những nhân vật khổng lồ như Einstein hay Max Planck. Năm 1934, sau khi biết phương pháp làm chậm neutron của Fermi, Meitner lập tức triển khai một chương trình nghiên cứu bắn phá hạt nhân uranium của riêng bà. Hahn lại được cộng tác. Ngoài ra có thêm Fritz Stedman, một người vừa hoàn thành luận án tiến sĩ. Nhưng đến năm 1938, làn sóng bài do Thái dấy mạnh lên ở Đức, buộc bà phải rời khỏi đất nước này để lánh nạn tại Stockholm, Thụy Điển. Tại đây, với khả năng tư duy, lý thuyết và trí tưởng tượng sắc sảo, bà vẫn tiếp tục lãnh đạo nhóm nghiên cứu của mình tại Berlin thông qua thư từ. Vì thư từ đi lại giữa Stockholm và Berlin rất nhanh, nên thậm chí bà có thể hướng dẫn các cộng sự của mình từng bước một trong tiến trình nghiên cứu. Stedman cho biết, ý kiến và sự phán xét của Meitner có trọng lượng rất lớn đối với chúng tôi tại Berlin. Meitner là người lãnh đạo trí tuệ của nhóm chúng tôi. Thậm chí ngay cả máy móc và phương tiện thí nghiệm, cũng như nguồn neutron chất lượng cao, máy đếm, máy khuếch đại, cũng đều do chính Meitner đã chuẩn bị lắp đặt sẵn tại phòng thí nghiệm ở Berlin trước khi bà rời khỏi đây. Các cộng sự của bà chỉ việc dùng và tiến hành thí nghiệm theo chương trình do bà vạch ra. Một lần trực giác mách bảo Meitner lưu ý Hahn và chú ý đến những biến thể của radium có thể xuất hiện trong quá trình bắn phá hạt nhân uranium. Vì bà biết rằng radium và uranium thường xuất hiện bên cạnh nhau trong các hầm mỏ. Chúng có hạt nhân nguyên tử nặng gần như nhau. Sau khi làm thí nghiệm, thấy quả thật đã xảy ra những điều giống như Meitner đã tiên đoán, Hahn vội báo tin cho bà. Ly thân mến, có một cái gì đó có vẻ như những đồng vị của radium rất đáng chú ý mà lúc này chúng tôi chỉ nói với bà thôi. Có lẽ bà nên có một sự giải thích đặc biệt. Nếu có bất cứ điều gì bà thấy có thể công bố, thì bà nên công bố trên tinh thần đó là công việc của cả bà chúng ta. Lá thư đó trên cùng lúc vừa cho thấy vai trò hướng dẫn của Meitner quan trọng như thế nào, vừa cho thấy Hahn là một người rất nhạy cảm đối với việc giành giật vinh quang cho bản thân ra sao. Gần tới dịp Giáng sinh năm 1938, Robert Frick, một nhà vật lý tại Viện Nelborg, đồng thời là cháu ruột của Meitner, đã từ Copenhagen đến gặp Meitner tại Thụy Điển để cùng tham gia nghiên cứu. Chính Frick đã chứng kiến những giây phút quyết định nhất vào đêm Giáng sinh dẫn tới việc khám phá ra hiện tượng phân rã hạt nhân. Đó là thời điểm Meitner đưa ra những phân tích, tính toán, dự liệu những sự kiện có thể xảy ra, như sau này Fritz đã kể lại trong cuốn What Little I Remember. Rất may là cô tôi nhớ rõ cách làm thế nào để tính toán khối lượng của hạt nhân. Và nhờ đó bà đã đi đến một kết quả cho thấy hai hạt nhân mới hình thành do sự phân chia một hạt nhân uranium sẽ nhẹ hơn hạt nhân uranium ban đầu khoảng 1/5 khối lượng của một proton. Theo công thức E bằng MC bình phương của Einstein, khi khối lượng biến mất thì đó là lúc năng lượng được tạo ra. Thật vậy, theo Meitner, muốn phá vỡ hạt nhân uranium thì điều quan trọng nhất lúc này là phải có đủ số lượng neutron cần thiết. Tại sao vậy? Mình đã giải thích bằng cách đặt vấn đề. Tại sao hạt nhân nguyên tử có thể bền vững trong các hạt proton chứa trong đó luôn luôn đẩy lẫn nhau vì tích điện cùng dấu? Câu trả lời, lực đẩy điện tích giữa hạt proton quá nhỏ so với lực hạt nhân mạnh, giữ chúng lại với nhau. Vậy muốn phá vỡ hạt nhân phải bẻ gãy lực hạt nhân mạnh. Mình đã suy nghĩ, và bà bắt đầu hình dung ra những viên đạn neutron bắn trúng hạt nhân, làm cho hạt nhân rung lên, chao đảo, lung lay. Vâng, kể chuyện đến đây, tôi chợt tưởng tượng ra Mike Tyson và Holyfield đang tỉ thí trên võ đài. Holyfield bỗng tung ra một trường trúng mặt Tyson. Võ sĩ thép này choáng váng,
loạn choạng, lảo đảo. Holyfield chụp ngay lấy cơ hội để liên tiếp đấm, bồi tiếp những cú đấm sấm sét, không để cho Tyson kịp chấn tĩnh, hồi phục, đấm cho đến khi nào Tyson mất sức chống đỡ, thép cũng phải nhũn ra rồi knock out. Tương tự như thế, để hạ gục hạt nhân nguyên tử, cần phải duy trì sự bắn phá sao cho đến một lúc nào đó lực hạt nhân mạnh bị suy sụp, đứt tung ra và hạt nhân sẽ tan vỡ. Muốn thế, phải có đủ số lượng neutron cần thiết. Mình đã thông báo với các cộng sự tại Berlin những việc cần làm. Mà mọi điều diễn ra sau đó như thế nào thì mọi người đã rõ. Han và Stegman đã trở thành những người đầu tiên khám phá ra hiện tượng hạt nhân uranium bị vỡ làm đôi do bắn phá bởi neutron và năng lượng được giải phóng. Như Frick đã nói, bằng cách so sánh tổng khối lượng các thành phần của hạt nhân uranium trước và sau khi hạt nhân tan vỡ, Maynard đã xác định được phần khối lượng biến mất. Theo nguyên lý bảo toàn vật chất mà công thức E bằng MC bình phương của Einstein đã chỉ rõ, khối lượng mất tích ấy ắt phải biến thành năng lượng. Đó là lý do vì sao năng lượng được giải phóng trong quá trình phân rã hạt nhân. Chính Maynard, chứ không phải ai khác, đã đưa ra những giải thích này. Tuy nhiên, người đứng ra công bố khám phá này tại Berlin là Otto Hahn. Và nhờ đó, Hahn lập tức trở nên nổi tiếng vào năm 1944 và đã được trao tặng giải Nobel Hóa học. Maynard không hề được hội đồng trao giải Nobel nhắc tới. Đơn giản, việc công trình khám phá do Hahn công bố hầu như không nhắc gì tới đóng góp của bà. Thậm chí trong suốt một phần tư thế kỷ sau đó, Hahn đã cố chứng minh rằng tất cả mọi kết quả khám phá của riêng ông. Chớ trêu thay, trong khi Hahn phớt lờ người có công lớn nhất là Maynard, thì lại không thể phớt lờ Stegman. Hahn định bố thí cho Stegman 10% tiền giải thưởng, nhưng Stegman khoảng khái từ chối. Ông vô cùng thất vọng với con người của Hahn. Có việc Hahn làm là một trò hề. Ông đã viết thư cho Maynard để mời bà trở lại Đức, nhưng Maynard đã từ chối. Làm sao Maynard có thể nhận lời khi bà cảm thấy bị tổn thương vì những gì một cộng sự lâu năm, một người bạn thân mà bà hằng quý mến trân trọng đã cư xử với bà? Nhưng Maynard đã quyết định dẹp bỏ nỗi buồn, quên đi mọi kỷ niệm trong quá khứ ở Đức. Bà rời Stockholm để sang Anh sống những năm cuối đời như một bà già ẩn dật, cô đơn, suốt ngày chỉ lục lọi sách ở các hiệu sách. Bà mất tháng 11 năm 1968 trong sự lặng lẽ không mấy ai biết. Trong những năm 1970, các học giả nữ trên thế giới đã lên tiếng đòi lấy lại quyền vinh quang cho bà. Năm 1982, lịch sử khoa học dường như hối hận và muốn sửa chữa lỗi lầm bằng cách lấy tên bà đặt cho nguyên tố thứ 109 trong bảng tuần hoàn Mendeleev, nguyên tố Maynardium. Câu chuyện Hahn Maynard thật đáng buồn. Nhưng đáng buồn nhất là khám phá của họ lập tức được áp dụng cho dự án chế tạo bom nguyên tử của Đức Quốc gia. Dự án này đặc biệt đáng lo ngại vì nó được trao vào tay một người mà tài năng được coi là khổng lồ trong khoa học, chỉ sau anh Tành mà thôi, Werner Heisenberg. Khi người khổng lồ nhập cuộc. Khám phá của Hahn Maynard năm 1938 về phản ứng phân rã hạt nhân đã đem lại niềm hy vọng tràn trề cho các lãnh tụ Đức Quốc xã về một vũ khí có thể giúp họ thống trị thế giới. Nhật ký của Joseph Goebbels, cánh tay phải của Hitler về tuyên truyền chính trị, biểu lộ rõ niềm hy vọng đó. Tôi nhận được một báo cáo về những thành tựu mới nhất của khoa học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực bắn phá nguyên tử đã đi tới kết luận rằng chỉ cần một cố gắng tối thiểu cũng có thể tạo ra cuộc hủy diệt khổng lồ. Vấn đề mấu chốt là chúng ta sẽ đứng đầu thế giới. Những dòng này được viết vào tháng 2 năm 1942 sau khi Goebbels cùng nhiều sĩ quan quốc sẽ khác nghe một nhà khoa học thuyết giảng rằng lúc này khả năng chế tạo một quả bom nguyên tử sức hủy diệt khổng lồ đã trở nên hết sức dễ dàng. Thưa độc giả,
Nhà khoa học đó chính là Werner Heisenberg, cha đẻ của cơ học ma trận và nguyên lý bất định nổi tiếng. Ai cũng biết Heisenberg là một nhà khoa học khổng lồ, chỉ đứng sau Einstein mà thôi. Nhưng ít người biết Heisenberg cũng chính là tác giả kiêm tổng chỉ huy dự án nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử của quân đội Đức Quốc gia. Với thành tích đó, sau Thế chiến thứ hai, Heisenberg đã bị phe đồng minh tạm giữ tại Anh một thời gian. Khi bị chất vấn, ông khai rằng ông đã cố tình lái chương trình nghiên cứu đi chạch hướng để vũ khí nguyên tử không rơi vào tay Đức Quốc gia. Nhưng gần đây, khoảng nửa thế kỷ từ khi ông bị bắt, những quân băng ghi trộm để theo dõi Heisenberg ở nơi ông bị giam giữ đã được công khai hóa. Qua đó, người ta thấy rõ ông đã cố gắng che giấu sự thật. Vậy sự thật như thế nào? Tháng 9 năm 1939, khi văn phòng vũ khí của quân đội quốc xã chính thức hoạt động, thì Heisenberg đã sẵn sàng nhập cuộc. Tự nguyện làm bất cứ việc gì nhà nước Đức cần đến, ông hăng hái đến nỗi ngay tháng 12 năm 1939 đã đệ trình lên nhà nước Đức một kế hoạch đầy đủ và rõ ràng về việc làm thế nào để chế tạo một quả bom nguyên tử. Lập tức kế hoạch của ông được chấp thuận. Tháng 2 năm 1940, hai trung tâm nghiên cứu phản ứng nguyên tử của Đức ra đời, một tại Đại học Leipzig, một tại Berlin. Heisenberg đã lãnh đạo cả hai. Để che mắt thiên hạ, trung tâm Berlin được đặt tên là Cơ quan Nghiên cứu Virus, còn trung tâm Leipzig thì giống như một phòng thí nghiệm của trường đại học. Mục tiêu đầu tiên của Heisenberg là tạo ra một phản ứng dây chuyền. Khi một hạt nhân bị tan vỡ, neutron trong hạt nhân này sẽ được giải phóng và trở thành neutron tự do. Neutron tự do lại phá vỡ các hạt nhân bên cạnh, và cứ thế quá trình diễn ra liên tục, nối tiếp nhau theo dây chuyền. Khi hạt nhân tan vỡ, một năng lượng được giải phóng, cái mà công thức E bằng MC bình phương đã tiên đoán. Trong phản ứng dây chuyền có hàng tỷ tỷ hạt nhân bị tan vỡ, do đó tỏa ra một năng lượng khổng lồ. Như ta đã biết, chìa khóa của vấn đề là neutron chậm. Nhưng khi áp dụng phương pháp của Fermi, dùng nước thực để làm chậm neutron, Heisenberg thấy chỉ có một vài phản ứng xảy ra ở lõi của mẫu uranium. Tại đó, chỉ có vài nguyên tử bị tan vỡ mà neutron tự do bay ra vẫn còn quá nhanh, không đủ chậm để tạo ra phản ứng dây chuyền. Phải tìm cách làm chậm neutron một cách hiệu quả hơn, Heisenberg suy nghĩ, và ông đã biết cách sử dụng nước nặng. Cuộc sống có những ngẫu nhiên kỳ lạ. Khi Fermi bày mò tìm cách làm chậm neutron bằng nước thường, thì nhà hóa học Mỹ Harold Urey đã phát hiện ra rằng nước ở các đại dương, sông hồ hóa ra không chỉ bao gồm phân tử H2O, mà còn bao gồm những biến thể, những phân tử nặng hơn. Thay vì chứa hydrogen ở lõi, biến thể này lại chứa deuterium, một đồng vị của hydrogen, nhưng nặng gấp đôi. Vì thế, loại nước bao gồm những biến thể này được gọi là nước nặng. Nước nặng chiếm tỷ lệ 1 trên 10.000 trong nước thông thường. Một bể bơi rộng chỉ có thể gạn lọc ra một cốc nước nặng, nhưng đó là một cốc nước vô cùng quý giá đối với Heisenberg. Vì nước nặng làm chậm neutron hiệu quả hơn gấp bội so với nước thường. Khi neutron đi qua nước nặng, thay vì gặp hydrogen, chúng gặp lại deuterium nặng hơn, va đập mạnh hơn để sau hàng chục lần va đập như thế, chúng sẽ đi ra khỏi nước nặng với tốc độ chậm hơn rất nhiều so với lúc đi vào. Tháng 2 năm 1941, dưới sự lãnh đạo của Heisenberg, thí nghiệm tạo phản ứng dây chuyền đầu tiên diễn ra dưới một tầng hầm tại Đại học Leipzig. Với sự chứng kiến của nhiều quan chức đầu não của nhà nước quốc xã, mặt ngẩng cao, ngực lấp lánh những chiếc phù hiệu, Heisenberg ra lệnh bắt đầu. Một trợ lý đưa máy dò vào bên trong lò phản ứng. Những neutron đầu tiên bắt đầu xâm nhập vào bên trong uranium. Các chuyên gia giám sát theo dõi diễn biến để ghi chép kết quả. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thí nghiệm thất bại. Heisenberg không hề bối rối. Ông quả quyết chỉ vì thiếu uranium. Và đơn giản là ông hối thúc công ty Berlin Auer phải nhanh chóng cung cấp đủ số lượng uranium cần thiết.
đến nỗi công ty này phải bí mật mua đô lệ nữ tù nhân trong trại tập trung Sachsenhausen để có đủ công nhân xuất kịp oxit uranium cho dự án của Heisenberg. Đến mùa thu năm 1941, tình hình tiến triển tốt hơn. Và cuối cùng, vào mùa xuân năm 1942, một đột phá đã xảy ra. Lò phản ứng đã giải phóng một số lượng neutron tự do đáng kể, 13% nhiều hơn so với lượng neutron được đưa vào lúc ban đầu, và một năng lượng rõ rệt đáng kể đã được phóng. Heisenberg đã thắng lợi. Ông đã chứng minh cho nhà nước quốc gia thấy niềm tin đặt nơi ông là hoàn toàn chính xác. Không còn gì để nghi ngờ nữa. Một quả bom nguyên tử thật sự đã nằm trong tầm với của Heisenberg. Mộng phục thù và bá chủ của Hitler có nguy cơ thành công. Nhưng thật ôi, lịch sử đã diễn biến hoàn toàn khác. Quân đội quốc xã đã đầu hàng đồng minh trước khi có một quả bom nguyên tử. Phải chăng Heisenberg đã thực sự lái chương trình nghiên cứu đi chệch hướng như ông đã khai báo khi bị giam giữ ở Anh? Không, không hề có chuyện đó. Người Đức đã thực sự thất bại trong chương trình nguyên tử. Có hai nguyên nhân dẫn tới sự thất bại đó. Nguyên nhân thứ nhất thuộc về chính bản thân Heisenberg. Nếu Heisenberg là một nhà bác học vĩ đại về lý thuyết, thì ông không được đánh giá cao trong những hiểu biết về công nghệ. Nhưng để chế tạo một quả bom nguyên tử, ngoài những nguyên lý vật lý và hóa học cơ bản, còn phải có những thủ thuật công nghệ khôn ngoan và thích hợp. Chẳng hạn, các mẫu uranium nên có hình dạng như thế nào là tốt nhất để đưa vào lò phản ứng? Các chuyên gia ngày nay biết rõ hình dạng nào có hiệu quả nhất là hình cầu viên bi. Với mẫu uranium hình cầu, số neutron và được tới tâm sẽ đạt mức tối đa. Nếu việc cắt gọt uranium thành hình cầu khó đạt được độ chính xác, thì người ta chấp nhận một hình dạng kém hiệu quả hơn một chút, đó là hình oval, hình quả trứng. Kém hơn chút nữa là hình trụ hay xi lanh, rồi đến hình lập phương, và cuối cùng kém nhất là những tấm phẳng. Tiếc thay, Heisenberg lại ưa thích những tấm phẳng. Lý do đơn giản vì những tấm phẳng này rất thuận lợi cho những tính toán lý thuyết. Nhưng bên cạnh Heisenberg còn có rất nhiều kỹ sư tài ba khác. Vậy cứ gì họ không tìm ra những phương án tối ưu về công nghệ? Đúng vậy, quả thật là có nhiều ý kiến đóng góp với Heisenberg, nhưng ông tin vào chính bản thân ông hơn là tin vào ai khác. Một căn bệnh khá nặng ở các giáo sư Đức trước Thế chiến thứ hai là căn bệnh tự phụ. Họ cho rằng nền khoa học Đức là nhất thế giới, kẻ khác phải học họ thay vì phải học thiên hạ. Heisenberg cũng không tránh được tâm lý đó. Nhiều tài liệu kể rằng ông không chịu nghe góp ý kiến của các chuyên viên dưới quyền. Thậm chí, nhiều lần ông nổi cáu không để cho họ bộc lộ ý kiến. Trong khi, nhiều nhà khoa học trẻ đã chỉ ra nhiều sai lầm của Heisenberg về chi tiết kỹ thuật. Tuy nhiên, những sai lầm công nghệ của Heisenberg không thể chặn đứng được chương trình nguyên tử của Đức. Nó chỉ làm cho chương trình này tiến triển chậm hơn một chút thôi. Nếu thời gian ủng hộ Heisenberg, thì chắc chắn cuối cùng ông cũng sẽ đạt tới đích. Nhưng thời gian không ủng hộ ông. Lương tri của nhân loại không ủng hộ ông. Phe đồng minh đã đánh hơi được việc ông làm. Họ biết rõ đó là một mối đe dọa tiềm tàng, và họ đã quyết tâm dự án của Heisenberg phải bị phá hủy. Cơ quan tình báo Anh đã theo dõi dự án nguyên tử của Heisenberg ngay từ đầu và hạ quyết tâm dự án của Heisenberg phải bị phá hủy. Còn cáo giả tình báo này nhận thấy một điểm yếu của dự án. Đó không phải là vấn đề uranium, vì Đức lúc ấy đã chiếm cả Bỉ lẫn Tiệp. Mà Bỉ thì có thừa uranium khai thác từ thuộc địa Congo, còn Tiệp thì có mỏ uranium. Và cũng không phải vấn đề sinh mạng cá nhân của Heisenberg, vì rất khó tiếp cận nhân vật quan trọng này. Quanh ông lúc nào cũng có dày đặc bảo vệ. Mục tiêu dễ bị tổn thương nhất thực ra là trung tâm sản xuất nước nặng, nằm trên một khe núi tại Vemork thuộc Na Uy, cách thủ đô Oslo 90 dặm theo một con đường liên tỉnh ngoằn nghèo. Tại sao lại là Na Uy thay vì một địa điểm trên đất Đức? Thật vậy, trong khi một số trợ lý đề nghị xây dựng một nhà máy sản xuất nước nặng trên đất Đức để bảo đảm an toàn, thì Heisenberg
được các sĩ quan quân đội ủng hộ, lại quyết định nên tận dụng một nhà máy sản xuất nước nặng sẵn có đang hoạt động rất tốt trên đất Na Uy, bất chấp Na Uy là một quốc gia trung lập. Thoạt nghe, anh cũng thấy đó là một quyết định kỳ quặc. Nhưng nếu hiểu rõ con người, xã hội và chính trị của Heisenberg, độc giả sẽ không ngạc nhiên. Weber, sự lựa chọn của Heisenberg. Nếu trong khoa học Heisenberg là một người sớm đạt tới vinh quang tột bậc, thì trong cuộc đời chính trị của ông lại gặp nhiều phen điều đứng. Không kể việc ông bị bắt và bị giam sau chiến tranh, vì đã từng là một công cụ đắc lực của nhà nước quốc gia. Chính cái nhà nước mà ông hết mực trung thành cũng đã có phen làm ông điều đứng. Suốt là một hôm, một nhà vật lý có tên là Johannes Stark, không rõ ghen tức hay lý do nào khác, đã thuyết phục được một tuần báo của SS, cơ quan an ninh khét tiếng của Đức quốc gia, cho chạy một bài báo nặc danh tố cáo Heisenberg là một người không có đủ lòng yêu nước, từng cộng tác với bọn Do Thái, không thật sự có tinh thần vì nước Đức. Heisenberg hết sức bực tức nhưng vô cùng lo lắng. Bởi lẽ những bài báo nặc danh kiểu đó thường là lúc dạo khởi đầu của những cuộc bắt bớ dẫn đến trại tập trung. Ông biết rõ Stark đã cố tình vu cáo. Đúng là ông đã làm việc với nhiều nhà khoa học gốc Do Thái hoặc nửa Do Thái. Nhưng tại sao họ không đếm xỉa đến việc ông từng đứng lên bênh vực những hành động của Hitler trong những cuộc thảo luận công khai? Việc ông từ chối những lời mời béo bở của nhiều đại học danh tiếng ở nước ngoài chỉ vì ông muốn dành hết khả năng cho nước Đức. Ông đã bị đưa đến một tầng hầm của cơ quan đầu não của SS tại trường Bering Ambassa ở Berlin để thẩm vấn. Tuy ông không bị đánh đập, nhưng vợ ông sau này kể lại rằng ông đã có những cơn ác mộng về chuyện này trong nhiều năm. Cuối cùng, mỉa mai thay, người kéo ông ra khỏi cơn ác mộng lại chính là tên trùm SS, thống chế Heinrich Himmler, người đứng thứ hai sau Hitler. Lá thư được gửi đi từ văn phòng giám đốc SS viết: "Thưa ngài giáo sư Heisenberg, rất kinh mệt. Mãi đến hôm nay, tôi mới có thể trả lời bức thư của ngài viết vào ngày 21 tháng 7 năm 1937. Trong đó ngài trình bày những việc phiền toái đối với bản thân do bài báo của giáo sư Stark gây ra. Bây giờ, tôi có thể vui mừng báo tin cho ngài rằng tôi không tán thành việc công kích cả, và rằng tôi đã làm tất cả những gì cần thiết để ngăn cản bất kỳ một hành động công kích nào nữa đối với ngài." Heinrich Himmler ghi tên. Nhưng sau khi ký, Himmler viết thêm tài bút, trong đó khuyên Heisenberg nên thể hiện rõ trước công chúng thái độ phân biệt công việc khoa học với tư cách chính trị của nhà khoa học mà ông có quan hệ. Chẳng hạn, cần phân biệt tên Do Thái với Einstein với lý thuyết của Einstein. Thậm chí khuyên Heisenberg đừng ủng hộ các quan điểm tự do hoặc quốc tế, đừng ủng hộ quốc liên, đừng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Heisenberg không gặp nhiều khó khăn để chấp thuận những lời đề nghị đó, bởi chính ông vốn có quan điểm thiên hữu. Một dịp khác, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này kỹ hơn. Nhưng ngay bây giờ, cũng nên biết rằng Heisenberg đã từng làm cho một người bạn Hà Lan là Hendrik Casimir phải sửng sốt khi ông nói: "Nên dân chủ không thể phát triển tiến đầy đủ, và rằng ông muốn nước Đức phải thống trị thế giới. Vậy nếu thế giới hoặc Âu Châu hoặc Na Uy trước sau cũng thuộc về Đức, thì nhà máy nước nặng Vermont sẽ phải nằm trong dự án của Heisenberg. Đó là logic của kẻ mạnh, quân đội quốc xã, và kẻ mạnh có nhiệm vụ biến sáng kiến của Heisenberg thành hiện thực." Tức là một hôm đẹp trời, giám đốc nhà máy Vermont bỗng nhiên được các kỹ sư Đức đến thăm, đòi mua nước nặng với khối lượng lớn và trả giá cao hơn thị trường. Giám đốc Vermont từ chối vì không thích cộng tác với bọn quốc xã. Nhưng sau khi quân đội Đức đập tan quân đội Na Uy, thì các kỹ sư Đức lại đến, lần này được hộ tống bằng xuồng máy. Vermont không có lựa chọn nào khác là phải đồng ý. Từ đó, Vermont phải làm việc với áp lực căng thẳng. Từ năng suất 24 bao mỗi tháng trước chiến tranh, nay phải nâng lên 3.000 bao trên một tháng, và giữa năm 1941, rồi 10.000 bao trên một tháng vào giữa năm 1942. Nhưng đó cũng chính là lúc Vermont lọt vào tầm ngắm của tình báo Anh.
Chiến dịch tấn công Vermont lần thứ nhất. Vì Vermont thuộc vùng núi nằm sâu 100 dặm trong đất liền, nên kế hoạch tấn công được giao cho Fritz Apon Division, một đơn vị lính dù đặc nhiệm bao gồm những chàng trai yếu tố của London. Được rèn luyện kỹ càng về ý chí và nghiệp vụ, sẵn sàng đối mặt với thử thách nguy nan, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, điện đài, chất nổ. Mãi cho tới trước ngày thi hành nhiệm vụ, họ hoàn toàn không biết rằng số 7 đang dẫn dắt họ tới một sứ mạng vô cùng quan trọng, triệt tiêu mọi nỗ lực ứng dụng công nghệ E bằng MC bình phương của Einstein và những khám phá về nguyên tử của Rutherford và một mục đích phản nhân loại. Cuối cùng ngày lên đường đã đến, hai nhóm tổng cộng 3 binh lính đặc nhiệm lên hai chiếc tàu lượn do hai chiếc máy bay ném bom Halifax có tốc độ cao kéo đi, cất cánh vào buổi tối tại miền Bắc Scotland. Đó là một đêm vô cùng tệ hại. Trên đường bay, những bò sắt khổng lồ nằm trong các dây nối bên dưới làm cho kim la bàn của một chiếc Halifax lệch lạc. Phi công mất phương hướng, cả máy bay lẫn chiếc tàu lượn bám theo đâm sầu vào một rìa núi vỡ tan. Chiếc tàu lượn thứ hai do một phi công Úc lái cũng bị báo tuyết bắc bán cầu làm mất phương hướng rồi rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục bám theo máy bay để bay trên cao, thì băng tuyết sẽ bám đầy cánh và trên dây cáp, nặng đến nỗi có nguy cơ gãy cánh. Nếu tàu lượn rời máy bay sớm để hạ thấp xuống, thì sẽ bị những cơn gió xoáy trên núi hất ra khỏi đường bay. Cố bay thêm một lát, viên phi công của Úc quyết định cho tàu lượn rời máy bay. Nhưng than ôi, mây mù quá dày đặc, một trục trặc gì đó xảy ra, tàu lượn đáp mạnh xuống đất rồi cùng vỡ tan. Nhưng từ trong hai chiếc tàu lượn vỡ nát, một số người sống sót lồm ngồm bò ra. Họ tự tìm morphine để giảm đau, uống amphetamine để đi dưới tuyết, cố gắng lê lết từng bước đến những nhà dân quanh vùng nhờ giúp đỡ. Nhưng tất cả nhanh chóng bị lính Đức bắt và bị bắn gãy tại chỗ. Chiến dịch đầu tiên chấm dứt, toàn bộ 30 lính đặc nhiệm đều hy sinh trong khi chưa đạt được chân tới mục tiêu, một thất bại choáng váng của tình báo Anh. Vài chục năm sau, Jones, người lãnh đạo và tổ chức chiến dịch, vẫn tâm sự với giọng buồn rầu. Tôi lưỡng lự mãi không biết có nên thực hiện một chiến dịch thứ hai hay không. Thật là quá khó khăn cho tôi, vì trong khi tôi an toàn ở London, thì bất kể điều gì cũng có thể xảy ra cho chiến dịch thứ hai. Tôi sẽ là một người vô cùng kém cỏi và ngớ ngẩn nếu lại gửi thêm 30 người nữa đến chỗ chết. Vậy người Anh chịu thất bại hay sao? Liệu họ có đủ quyết tâm để phá hủy dự án Heisenberg nữa hay không? Verbos bị cắt trúng cổ họng. Vài chục năm sau thất bại choáng váng của cơ quan tình báo Anh trong chiến dịch tấn công lần thứ nhất vào Vermont, nhà máy nước nặng ở Na Uy phục vụ cho dự án nguyên tử của Heisenberg, người lãnh đạo và tổ chức chiến dịch là Jones đã kể lại nỗi say dứt lương tâm của ông. Và đặc biệt, ông nhấn mạnh đến khó khăn của những người hoạch định chiến dịch, rằng có nên tiếp tục mà một chiến dịch mới hay không. Nhưng lời thề nhất định phải đập tan ý đồ chế tạo bom nguyên tử của người Đức vẫn văng vẳng trong tâm can ông, thúc giục ông mau chóng đi đến quyết định. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng trước khi thảm họa của chiến dịch thứ nhất xảy ra, chúng tôi đã quyết định nhà máy nước nặng nhất thiết phải bị phá hủy. Do đó, lương tâm tôi thấy thoải mái. Hy sinh mất mát là chuyện không thể tránh khỏi trong chiến tranh. Vậy nếu chúng tôi đúng trong việc đề nghị mở chiến dịch lần thứ nhất, thì có lẽ chúng tôi cũng đúng trong việc đề nghị lập lại một chiến dịch như thế. Và lần này người Anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Họ quyết định tuyển dụng người địa phương tham gia chiến đấu và đồng thời áp dụng chiến thuật du kích, dùng số lượng ít người hơn, sử dụng những tài khí, thiết bị gọn nhẹ hơn, chú ý đến thời tiết hơn, tìm mọi cách áp sát mục tiêu hơn. Sau một cuộc tuyển lựa gắt gao về tinh thần và năng lực, 6 người Na Uy tình nguyện đã được nhận vào đơn vị Arbon, trong đó có một thợ hàn ống nước ở Oslo và một thợ cơ khí. Hồ sơ lưu trữ hiện nay để lộ cho thấy hồi đó người Anh không mấy tin tưởng những người Na Uy này có thể thắng lợi tại một nơi mà hàng chục lính đặc nhiệm của đơn vị Apon tinh nhuệ đã thất bại.
Tuy nhiên, 6 người đạo uy đã được đào tạo kỹ năng điệp vụ ở mức tối đa trong một thời gian gấp rút. Sau đó, được chuyển tới một ngôi nhà sang trọng trong SOE, trường đào tạo đặc biệt số 61 ở ngoại ô Cambridge, để chuẩn bị những bước đi cuối cùng và đợi khi nào thời tiết khá hơn sẽ khởi sự. Một ngày tháng 2 năm 1943, tin radio báo thời tiết tốt. Căn nhà sang trọng số 61 của SOE bỗng nhiên trống rỗng, chiến dịch thứ hai bắt đầu. Sau khi nhảy dù xuống đạo uy, họ gặp một nhóm 3 người đạo uy đi tiền trạm, sống trong những túp lều để đợi họ trong suốt mùa đông vừa qua. Sát nhập làm một, 9 người lên ván trượt tuyết để vượt một chặng đường dài qua các làng quê. Sau vài tuần, họ đến Vermont vào lúc khoảng 9 giờ tối. Mục tiêu cần phá hủy đã hiện ra trước mắt. Thấp dưới chúng tôi về phía bên kia, ở quãng lưng chừng, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy mục tiêu, một công trình đồ sộ nằm đó như một tòa lâu đài trung cổ, được xây dựng một nơi không thể nào đến được, những vách đá thẳng đứng và sông ngòi bao bọc xung quanh. Nhóm chiến sĩ đặc nhiệm 6 người đạo uy vũ trang đầy mình tiếp tục băng qua tuyết, vừa đi vừa thở, vừa nhìn chòng chọc vào mục tiêu sáng ánh đèn. Bây giờ thì mọi người đã rõ vì sao bọn Đức chỉ đặt ở đó một chòi canh gác nhỏ. Chỉ có một lối vào duy nhất là băng qua một chiếc cầu treo bắc qua một cái vực sâu vài trăm mét bên dưới đã mấp mồ lởm chởm. Tất nhiên là có thể nổ súng tiêu diệt lũ lính canh trên tàu, bất chấp các vòng gác xung quanh bảo vệ chúng. Nhưng nếu làm điều đó, bọn Đức sẽ trả đũa ngay bằng cách bắn giết không thương tiếc dân chúng trong vùng. Năm ngoái, chỉ vì phát hiện ra một chiếc điện đài, bọn Đức đã tiêu trụi tất cả các nhà và thuyền trên đảo, lùa tất cả dân trên đảo bao gồm cả phụ nữ và trẻ em vào trại tập trung. Vì vậy, ban chỉ huy chiến dịch ở London và nhóm đặc biệt người đạo uy quyết định chọn một con đường khác để thâm nhập vào bên trong. Ngắm kỹ những tấm ảnh chụp từ trên máy bay được phóng rất to, một người trong nhóm là Canute Haukelis nhận ra một bụi cây ở phía xa xa dưới vực đá. Ở đâu có cây cỏ mọc thì ở đó con người có thể tạo lối đi, anh nhận xét. Một người khác đã định đi thám thính từ hôm trước lên tỏ ý tán thành. Ngay lập tức, toàn đội leo xuống phía mấy bụi cây đó. Hành lý trên lưng làm họ thở dốc, nhưng điều đó không hề làm ai chậm bước. Vượt qua một con suối mà nguồn nước của nó là những tảng băng trên núi, họ lại bắt đầu leo ngược lên về phía tòa pháo đài mục tiêu, vừa leo vừa thở hổn hển. Gắng chút nữa thì tới thiên đàng, một người trong nhóm động viên những người khác. Cuối cùng, bóng đêm và vật cảnh xù xì đã che chở cho họ an toàn lên tới một khu đất nằm trên đường chu vi của tòa pháo đài, mục tiêu của chiến dịch. Mọi người gần như đã kiệt quệ, nhưng đó cũng là lúc được dừng chân để nghỉ. Họ lấy sô-cô-la ra để ăn lại sức. Không ai bảo ai, bỗng nhiên họ nói với nhau một vài câu chuyện phiếm để rồi trở về im lặng. Bởi vì họ cảm thấy rõ giây phút quyết định nhất là toàn bộ chiến dịch sắp đến. Hoặc sống, hoặc chết. Nếu chết thì đây là lúc chia tay. Không ai nói ra ý nghĩ đó, nhưng có thể trong óc mọi người đều nghĩ đến điều đó. Trước cái chết, con người thường nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống. Và lúc này đây, họ nghĩ rằng dù sống hay chết thì những giây phút sắp xảy ra có lẽ là một cột mốc có ý nghĩa lớn nhất trong toàn bộ cuộc đời của họ. Trong cái im lặng bao trùm của bóng đêm ấy, tiếng ồn của những chiếc tuốc pin trong chạp máy càng lúc càng trở nên quá to, nghe rõ một một, như những tiếng kêu giống than phiền khổ sở vì phải làm việc ngày đêm 24/24 giờ dưới sự đôn đốc quát tháo của cảnh vệ Đức, của các sĩ quan SS để sao cho có đủ nước nặng cung cấp kịp thời cho các trung tâm Leipzig và Berlin. Bỗng người chỉ huy của nhóm đặc biệt nhìn đồng hồ, giờ nghỉ đã hết. Tất cả tháo dỡ hành lý trên lưng xuống và bắt đầu cuộc đột nhập. Anh thợ hàn ống nước ở Oslo ngày nào bây giờ tỏ ra là một chiến sĩ đặc nhiệm cực kỳ thao phát nhanh nhẹn. Anh dẫn đầu cả nhóm, rút ra một chiếc kìm cắt dây điện cỡ bự rồi thoăn thoắt cắt dây thép hàng rào bảo vệ kêu tạch tạch. Chỉ một loáng, tất cả đã vào bên trong. Một nhóm ở lại bên ngoài gần gác vọng để canh chừng, sẵn sàng phản ứng nếu đột nhiên bị tấn công.
những người còn lại tiếp tục vào sâu hơn, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cổng khổng lồ của nhà máy. Có thể phá một loạt bằng cách châm thuốc nổ, nhưng họ phải để dành thuốc nổ cho những việc còn quan trọng hơn ở bên trong. Và lại, hành động như thế cũng sẽ dẫn tới một sự trả đũa ngay tức khắc của Lệnh Đức, trong khi mục tiêu chính có thể chưa thực hiện được. Đến lúc này mới thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tình báo đã đem lại kết quả hữu hiệu như thế nào. Nhờ tin tình báo do một kỹ sư từng làm việc ở nhà máy này cung cấp cho những chiến sĩ Na Uy kháng chiến chống Đức, họ biết rằng có thể đột nhập vào khu trung tâm nhà máy, nơi có những thiết bị chủ yếu, thông qua một đường ống dẫn dây cáp lâu nay ít sử dụng. Ngay sau khi tìm thấy đường ống đó, hai người ở trong nhóm lập tức chất hết chất nổ lên lưng rồi bò theo đường ống, chỉ một lát đã vào được đến bên trong. Bất thình lình hai chiến sĩ đặc nhiệm xuất hiện trước sự ngơ ngác của những người đang làm việc ở đó. Tuy nhiên, công nhân ở đây đều là người Na Uy, họ chẳng ưa gì người Đức. Họ đang mong đuổi cổ bọn Đức đi càng nhanh càng tốt. Trong khoảng 10 phút, chất nổ được chuẩn bị xong. Mọi người được ra lệnh chạy nhanh ra khỏi nhà máy nước trước khi có tiếng nổ. Và khi họ chạy, hai chiến sĩ đặc nhiệm cũng chạy theo. Khu trung tâm trở lại trống vắng. Đó chính là nơi tập trung toàn bộ tế bào huyết mạch của nhà máy. 18 chiếc máy làm nhiệm vụ phân ly nước nặng ra khỏi nước thông thường được chế tạo bằng những ống thép rất dày, hình thù dựng đứng cao lồ lồ, trông như những cái nồi chưng cất hơi gà to quá khổ. Nếu muốn phá hủy toàn bộ 18 máy này cùng một lúc bằng cách cho thuốc nổ ở một vị trí nào đó bên ngoài chúng, đòi hỏi phải có một lượng thuốc nổ lớn đến mức chiến chiến sĩ đặc nhiệm người Na Uy không có cách nào mang vác nổ trên lưng trong suốt cuộc hành trình. Vì thế, cơ quan tình báo đã đưa ra một chiến thuật khác, nhét những hộp plastic nhỏ đựng thuốc nổ vào dưới đáy mỗi tế bào. Và vào khoảng 1 giờ sáng, người ta nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, những ánh chớp ngắn lóe lên bên cạnh các cửa sổ. Những chiếc hộp plastic đã được kích nổ, các mảnh vỡ văng rất mạnh, bắn tung tóe. Tốc độ của chúng đủ để cắt đứt các đường ống lộ thiên của 18 tế bào nhà máy nước tại Vermont đã bị cắt trúng cổ họng. Nước nặng phun ra xối xả từ những ống dẫn của nhà máy, chạy theo cống rãnh rồi dập vào những dòng suối trên sườn núi, đổ ra sông ra biển. Còi báo động hú lên, đèn pha sáng rực soi khắp nơi truy tìm thủ phạm. Lính Đức dầm dập chạy, lùng sục cứu chữa. Nhưng chín chiến sĩ đặc nhiệm người Na Uy đã kịp ra khỏi nhà máy, trườn xuống các hẻm đá bên dưới, lẫn vào trong bóng tối. Một lần nữa, địa hình đủ thô ráp xù xì của Vermont đã che chắn cho họ. Một trận đánh nhanh gọn, táo bạo, ít tốn kém, ít người biết, nhưng xứng đáng là một kỳ tích. Chặn đứng việc bom nguyên tử có thể rơi vào tay một nhóm người điên cuồng chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Người Đức có thể nhanh chóng xây dựng một nhà máy nước nặng khác ư? Tất nhiên, nhưng một nhà máy như Vermont không thể tạo ra trong một ngày, và người Đức không được thời gian ủng hộ. Họ đang có quá nhiều việc phải làm trên các chiến trường, đặc biệt là chiến trường phía Đông. Sau này, khi đồng minh vào đến đất Đức, tất cả các công trình đồ sộ của Heisenberg vẫn còn đó. Chúng bị niêm phong. Ông chủ của chúng bị đồng minh bắt tại nhà nghỉ riêng của gia đình trên dãy ao. Ông bị giam ở một làng quê ở Anh trong 6 tháng rồi được thả về Đức. Có lẽ uy tín khoa học lừng lẫy của Heisenberg làm cho sĩ quan đồng minh cũng phải vì nẻ chăng? Đó là câu hỏi bỏ ngỏ, cần nghiên cứu tiếp. Nhưng đã đến lúc kết thúc câu chuyện hôm nay. Heisenberg và văn phòng vũ khí đã xây dựng một cỗ máy khổng lồ, bao gồm những kho uranium bậc nhất, những nhà vật lý bậc nhất, những nhà kỹ sư bậc nhất, những bể chứa to nhất, những nguồn neutron mạnh nhất và nguồn nước nặng dồi dào nhất. Nhưng cỗ máy ấy đã bị chặn lại bởi những người dũng cảm nhất, khiêm tốn nhất, ít được người đời biết đến nhất.